VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Người ngủ.
Wow, xin được cảm ơn Voi Bản Đôn với ca khúc Khóa Ly Biệt. Xin được cảm ơn đến phần hỗ trợ vô cùng đặc biệt đến từ hai bộ môn dance sport và ballet. Chúng tôi được cảm ơn đó là diễn viên múa ballet Thái Bình đến từ nhà hát giao hưởng nhạc khu kịch Thành phố Hồ Chí Minh và kiện tướng dance sport Thảo Uyên và vũ đoàn Bước Nhảy. Wow. Xin cảm ơn các bạn ạ. Bài múa hay quá. Này Voi ơi, cái bài này là tập bao lâu rồi? Bài mới mà. Dạ, bài này em tập hơn một tuần một chút. Cảm xúc của Voi như thế nào khi mà nhận được một bài hát rất là đặc biệt đến từ cha đẻ của khúc mà mình thể hiện rất thành công ở những vòng trước? Lúc đầu em nhận được bản demo từ bên chương trình gửi sang cho em ấy. Em chỉ có nghe một lần là em thích luôn. Dạ vâng, và em xin bên chương trình là cho em hát bài hát này. Và em cảm ơn anh Đông Thiên Đức rất là nhiều bởi vì anh đã yêu thích giọng hát của Voi từ vòng đầu tiên. Và với bài hát này thì em mong là đây sẽ là một cái sản phẩm và sau này anh em mình sẽ ngắm nhìn nó nhiều hơn nữa và em sẽ làm nó tốt đẹp hơn. Bởi vì đối với em hôm nay em làm không tốt. Nhưng mà trước khi đến với lại những nhận xét và cảm xúc hoàn toàn cố vấn thì bây giờ cho phép Nguyễn Huy được hỏi cảm xúc của anh ấy sau khi mà nghe và nhìn diễn của Voi như thế nào nha. Xin mời nhạc sĩ Đông Thiên Đức ạ. Thực sự là Voi lại tiếp tục làm cho mình bất ngờ thêm một lần nữa. Trong vòng một tuần mà Voi làm cho mình bất ngờ cực kỳ. Cảm ơn Voi. Cha đẻ xúc động luôn đó. Đúng rồi, tại vì lúc mà Huy chia sẻ câu chuyện, anh Đông Thiên Đức vô tình nghe được bài hát Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng qua phiên bản của Bản Đôn và rất là xúc động, y như cảm xúc anh bây giờ, đúng không ạ? Xúc động thì có nhưng mà không phải khóc như Huy nói lúc nãy đâu. Trời ơi, thêm mắm dặm muối. Nhưng mà nó kinh khủng hơn cái khóc nữa Huy ơi. Kiểu như là mình đang lái xe ở ngoài đường mà có một cái luồng điện nào đó nó chạy dọc sống lưng của mình và tất cả lông tóc gì nó dựng hết lên và mình bắt buộc mình phải tắp vào lề mình mới vững được, chứ còn kêu mà cái cảm xúc đấy mà mình lái xe nữa thì mình lái xe không vững, nó kinh khủng như vậy. Trời, sao đã vậy? Không anh ơi, mình hiểu cái này nha, tại vì thật sự ra là khi một cái tác phẩm của mình á, khi anh đặt tình cảm và anh viết cái bài đó đi, vô tình có một cái người này, họ diễn đạt cái câu chuyện nó giống như cái câu chuyện mà mình suy nghĩ trong đầu, cái tự nhiên mình cảm thấy giống như có wifi á, nó dính vô. Tại vì chỉ có những người mà xúc cảm họ dạt vào họ mới có được những cái điều này. Cảm ơn anh Hồng. Trong bài hát vừa rồi có một câu em rất là ấn tượng, thà bán đôi cánh chim nguyên để đổi lấy đôi khóa ly biệt. Anh phải bán đôi cánh chim nguyên để đổi lấy đôi khóa ly biệt, khóa duyên mình khỏi kẻ lá để người ngủ yên. Câu chuyện của mình là như thế nào ạ? Đức thì cũng từng một lần tan vỡ trong hôn nhân ấy. Bất cứ ai tan vỡ đi ấy, thì sâu trong tâm thì họ vẫn muốn có một cái tình yêu nó hoàn mỹ. Cái người vợ hiện tại của mình ấy, thì cứ nói là nếu như mà ông có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ ở vậy là tôi nuôi con. Từ cái câu nói của vợ mình ấy thì mình mới nghĩ ra một cái chủ đề là khóa ly biệt. Nó khóa lại cái khoảng cách giữa âm và dương. Để mà nói về cái tình yêu thủy chung á, thì mình nghĩ đến cái đôi cánh chim nguyên. Chắc mình nghĩ không còn cái hình ảnh nào mà nó thơ và nó trượng hình như vậy cả. Nhiều người sẽ tưởng là mình bán cái đôi cánh chim nguyên đi là mình sẽ hết thủy chung. Nhưng mà bán đôi cánh chim nguyên để mà mua lấy đôi khóa ly biệt. Hình ảnh ẩn dụ rất là hay luôn. Ôi cảm ơn anh ạ. Bây giờ mình phải nghe chính sự chia sẻ của nhạc sĩ mình mới có thể hiểu ít nhiều cái nội dung bài hát. Cho nên là bạn Voi, em có một tuần để tập luyện cái sự thể hiện như thế này rồi thì không có việc gì mà em cảm thấy là trách bản thân hay là không hài lòng về phần trình diễn ngày hôm nay đâu. Đối với bọn chị ngồi đây nghe thì bọn chị cảm thấy đây là một cái phần trình diễn rất là trọn vẹn luôn, rất là chỉnh chu luôn, yên tâm. Khán giả ở đây rất yêu. Dạ. Còn nữa thì cảm ơn nhạc sĩ Đông Thiên Đức rất là nhiều bởi vì đã mang đến cho Bản Đôn một ca khúc ở rất là nhiều ý nghĩa như vậy. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ cảm ơn. Qua cái câu chuyện của ổng nữa nó còn hit nữa. Dạ. Là tại vì người ta đã nhớ cái câu chuyện trong đầu rồi. À cái hình tượng thủy chung trong tình yêu là cặp chim. Giờ mình đổi đi cho tôi lấy là cái ổ khóa để đựng ly biệt nhau nữa. Ừ. Tự nhiên ta nghe vậy cái ta nhớ trong đầu nữa không? Hay ha. Hit nữa. Thời tới cả không nổi. Thật ra đó, mình thấy là Voi làm cái gì á, ở cái Mask Singer này nó cũng dễ thương và nó cũng dễ cảm hết á. Giống như anh nói, tại sao anh nghe một bài mà anh xúc động phải tấp vô lề? Tại sao khán giả nghe cái bài của một cái ông nào đó thi Mai Ta Lấy Chồng tự nhiên cái khóc ở nhà xúc động? Cuối cùng là cái động lại trong lòng người ta là cái gì thì cái đó hôm nay Voi đã làm được, nên hãy tin vào điều đó. Chị cảm nhận nha, tất cả những cái hạt mầm mà em đã gieo trong quá khứ á,
bây giờ tới lúc mà nó lớn lên và nó có được cái thành quả của nó. Ngay cả cái việc bạn ấy kể về cái chuyện bạn ấy làm cho fan bạn ấy, 3 năm sau fan bạn ấy đó, trở lại đó. Đó là những cái hạt mầm nho nhỏ bạn gieo. Hay là chỉ cần một cái sự để ý của em tới fan của em, hoặc là chỉ cần một cái sự tử tế của em với một người nào đó thôi, thì những cái năm sau thành quả của em sẽ nhận lại được y chang như vậy luôn. Mà rất là cố gắng hoàn thiện giọng hát. Tôi thiệt, hát càng ngày càng tốt. Đó là cái ý thức rất là cao. Voi Bản Đôn là một trong những mascot mà thực sự là em rất là yêu thích trong chương trình năm nay. Phải nói là gần như là em kiểu chờ đợi từng vòng mà Voi đem đến cho ca sĩ Mặt Nạ Mùa 2 sẽ là những cái gì. Và cho đến cái vòng này thì em rất bất ngờ khi mà Voi chọn một ca khúc mới và từ nhạc sĩ Đông Thiên Đức nữa. Vì em biết rằng là cái việc mà mình cảm một cái bài hát mới và mình hát nó thật là hay mà chỉ có trong vòng một tuần, nó là một cái điều rất là khó. Nhưng mà hôm nay bản thân em ngồi ở đây và cũng như tất cả mọi người ngồi ở đây đều cảm thấy rất là trọn vẹn khi mà thưởng thức cái tiết mục vừa rồi của Voi, cho nên là Voi cứ tự tin vào điều đấy. Voi đã thực sự rất là thành công tại chương trình năm nay rồi bởi những cái gì mà Voi đã cống hiến qua từng vòng, nên là Voi hãy tự tin lên nhá. Thật ra thì sau khi mà nghe phần thể hiện cái ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng của Voi thì là em về em nhắn tin cho anh Đông Thiên Đức. Không biết là anh Đức đã nghe cái phiên bản Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng của Voi chưa? Bởi vì đấy là một phiên bản rất là hay mà em nghĩ là anh là người nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc mà lại có một người thể hiện ra cái ca khúc của mình hay như thế thì anh sẽ rất là vui. Phương muốn nói để cho Voi biết là đấy là ca khúc đầu tiên mà Phương nghe một người hát lại mà Phương thấy hay quá. Phương phải tìm Facebook của nhạc sĩ để Phương nói với họ là anh ơi anh nghe chưa, anh hãy nghe đi vì bạn hát rất là hay. Hôm nay khi mà anh Huy giới thiệu là Voi có một sự kết hợp với anh Đông Thiên Đức thì Phương cảm thấy rất là vui, bởi vì thật sự Phương thấy là anh Đông Thiên Đức là một người mà những cái sáng tác của anh nó có rất là nhiều tâm sự, và anh cũng là một người mà rất là giỏi ở trong ngôn ngữ. Anh đưa những cái tâm sự của anh ý vào trong bài hát một cách rất là thơ, rất là lãng mạn. Và Phương cảm thấy rất là vui cho anh Đức nữa khi mà có một nam ca sĩ hát rất là hay các ca khúc của anh và còn hát một ca khúc mới của anh nữa. Chết rồi, nếu như cái kiểu này ấy mà cứ hit thế này là nó sẽ có cái series đấy. Là một series luôn đúng không anh? Nhưng mà em nghe chia sẻ của Tùng Hoàng là em nghĩ là Tùng Hoàng đặt bài của anh Đông Thiên Đức đấy. Đấy, ý đồ thế là trước hand mon men để lấy quan hệ xong rồi mình đặt bài sau. À thế à. Còn đặt bài chưa anh? Nó hơi hơi đặt tí nhẹ, dập dòm. À là cũng dập dòm cũng hương hương. Mở đầu câu chuyện vậy thôi. Thảo nào khen nhạc sĩ quá. Quá trời. Em chia sẻ rất thật là em không có nghe được rõ tất cả từng câu ở trong bài hát mà Voi Bản Đôn vừa hát. Nhưng mà nó sẽ có một vài cái từ khóa nó cứ găm vào đầu em. Có một vài cái giai điệu sau khi mà Voi Bản Đôn biểu diễn xong mà em đã la theo cái giai điệu đấy. Em nghĩ đấy là một điều rất là thành công. Và một điều nữa mà như chị Tiên vừa nói là bạn ấy đã gieo rất là nhiều những hạt mầm tốt ở trước đó, và bây giờ bạn ấy đang bắt đầu nhận được những cái trái ngọt. Em cảm thấy là cái áp lực của bạn ấy nó rất là đúng, bởi vì là bạn ấy được quá nhiều người yêu mến. Cái bản Ngày Mai Người Ta Đi Lấy Chồng hơn 140 triệu lượt views đúng không ạ? Rồi rất nhiều người khán giả ở trường quay hay là ban cố vấn đều rất là ủng hộ. Mà ngày hôm nay là điều tuyệt vời nhất, lại có cả nhạc sĩ ngồi ở đây sáng tác cho mình một bài hát riêng. Mà em nhìn thấy anh nhạc sĩ ấy, anh ấy bấu hai cái tay chặt như này này, xong anh ấy vỗ mà anh không dám vỗ mạnh, anh cứ như này này. Thì tức là bản thân người nhạc sĩ, người ta ngồi nghe mình hát, người ta cũng rất bồi hồi nhìn những cái đứa con tinh thần của mình lần đầu tiên được trình diễn múa đẹp như vậy, hát hay như vậy, phối khí tuyệt vời như vậy. Và tất cả những gì bạn đã thể hiện thì Chi chắc chắn rằng bạn có cả một quãng đường làm nghề rất dài để báo đáp lại tất cả những tình yêu thương đấy của mọi người. Nói hay quá. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành tình cảm cho Voi và Khóa Ly Việt. Wow, xin mời vị đó đen đưa Voi vào trong miếng ngơi phúc ạ. Xin mời. Mười sáu tháng 12 này, hãy sẵn sàng trải nghiệm âm nhạc thượng hạng với siêu nhạc hội được mong đợi nhất năm. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Không gian lộng lẫy, sân khấu thành trắng, tinh hoa hội tụ. Nghệ sĩ đỉnh
đẳng cấp. Đốt cháy sân khấu. Chạm thẳng vào tim. Một đêm duy nhất. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Còn chờ gì nữa mà không truy cập vào V-Shop từ ngày 3 tháng 11 để trở thành người đầu tiên sở hữu vé sớm nhất.